ông chở một ghe nước xuống dưới rồi đó ha. Thì ai có bồn đó, cái bồn ông đo. Ông đo chiều ngang, chiều dài cái bồn, chiều cao cái bồn. Rồi ông nhân ra ông biết bao nhiêu thước rồi. Mà ông đổi một thước nước vậy đó thì mấy đồng bạc đó. Thì ông cứ vậy ông kê máy ông chạy lên bồn. Kính chào quý khán giả, kính thưa quý khán giả, thưa tôi là nghề nông thôi, giờ tôi kể cái nghề nông, cái việc mà đã tôi làm và tôi thấy cho quý vị cô bác và em cháu sau này nó biết hồi cỡ lúc trước. Hồi xưa đó là chính ở vùng này làm ruộng là làm một vụ không cô bác, không có hai vụ ba vụ gì hết á. Mà lúa thì cái giống lúa đó là người ta kêu như thế này, giống lúa miền Tây, giống lúa Đu Châu, giống lúa Tào Binh, giống lúa Trời, có bốn thứ lúa đó. Rồi làm đó một giáp một năm tới tháng 10, hết tháng 10 bước đầu tháng 1 mới là cắt. Mà một người mà nghe đít thì không đủ ăn đâu. Hồi đó một người mà ít gì từ 50 công, 100 công hay bị gì, một công nó có 10 dạ à, đủ số đất. Thôi 7 8 dạ à. Thành mà nghe ít á, gia đình đông rồi xài đồ nữa không đủ, phải mần như vậy mới được. Không có cơ giới nha cô bác, mần hoàn toàn là mần nghĩa là trâu bò không nghe. Rồi hồi đó đó đi mần như vậy, nhưng mà kẻ không có cái phương tiện mà mần ruộng nhiều đó cũng vẫn sống phay phay. Vẫn sống là làm sao, cái mùa nước này nước lên khỏi đầu một giới. Nhưng mà đây là vô chung xây chung gầy đây ha, chà kiết chà nớp đây đập lúa Trời của á. Đập một ngày như vậy ai giỏi đập đó thì là được 3 4 dạ, 3 4 dạ lúa vậy đó. Xây ra thì cũng 1 dạ mấy 2 dạ gạo. Mà lúa Trời ăn ngọt dữ lắm, đỏ tươi không có một hột trắng. Bây giờ thấy ở bên đó là Đồng Tháp là có cái chợ Gáo Vòng, chợ Gáo Vòng. Tôi đi bển tôi mần ruộng đó, thấy có đem ra đó bán cô bác. Đem lúa Trời ra đó bán mà lúa Trời bán còn mắc hơn lúa gạo bây giờ. Rồi hồi đó đó là làm như vậy chứ, nhưng mà đây vô tới Cà Chiết, chà kiết chà nớp đây đập đập là một ngày vậy 3 4 dạ lúa. Là lúa đó kêu lúa Trời, lúa không có mần gì hết trơn trọi á. Nhưng mà cho khéo đập á, cái xuồng ba lá dừng chiếc đệm ngay chánh giữa vậy nè, rồi tầm dông làm 2 cái cây như cần câu đó ra ngoài. Ở dưới này có 2 cái cán, cái người trống này đây đó, lúa Trời đập mãn mùa nước không hết. Vì một bông vậy đó cả mấy trăm hột, nhưng mà nó không chín hết, nó chín chừng 5 10 hột vậy hà. Mà nó chín rồi nó đen xì cũng như con ruồi đậu vậy, ăn thua cái người trống. Đập nhiều ít ăn thua người trống. Trống đi lợi vô đồng rồi á, nó cả ngàn công vậy đó, rồi coi chỗ nào mà nó đen hù như ruồi đậu trống ngay đó. Còn một người ngồi giữa đó đập lúa Trời là tay nè, để nhận xuống đọt lúa vuốt vô thì nó văng vô, nó trúng vô điểm, nó gớt xuống dưới cái xuồng đó. Đuôi nó dài chừng tắc tắc về đây nè, cái đuôi lúa Trời nó dài vậy đó. Rồi vô mang dép mang giày mới đạp nó còn lại hột, rồi đem về xay ăn đó thì cũng vẫn bình thường, không có đánh đổi. Bởi vậy thường là cái câu ca dao ông bà có nói đó,
là hãy là trời xanh cây cỏ nhỏ xương, còn người mình á thì nghĩa là trời lo, không có sợ chết đó. Vô đồng đó là đập lúa trời gì ăn đó, lúa kêu lúa trời đó là trời lo cho mình. Rồi cỡ thời gian đó là cái năm thìn, kêu năm thìn đại lạc đó cô bác. Thưa quý vị, cái năm đó là tới nước giật xuống rồi là hết rau, vì thiếu ăn, lúa thóc đồ hết, qua năm sau đó hết. Rồi ăn rau nhiều hơn là ăn rau với cá nhiều hơn là ăn gạo. Gạo á, có củ bông súng á, trái bông súng đó ăn với cái hộp bông súng trộn vô là nấu bo bo, trộn vô nấu. Mấy ông từ 50 tuổi trở lại đây bây giờ không có ăn bo bo, không có ăn hộp bông súng, không biết. Tôi có ăn tôi biết, thành tôi kể lên là cái năm thìn đại lạc, kêu năm thìn đại lạc. Sau này cũng nhiều năm thìn, chứ không phải một năm đó. Chứ năm thìn á, hỏi tới năm thìn là nước lớn nha cô bác, lớn hơn các năm nghe. Nhưng mà có cái năm thìn này, không biết năm mấy tôi đã quên. Nước ít xịu dưới sông, không phải như các năm thìn trước. Đó, rồi từ đó tới bây giờ, hiện bây giờ, tôi nói hiện bây giờ nè. Thì ở chỗ tôi đây đó, hồi mùa nước đó là nước dưới sông đầy mà đó, nó chưa có sắm tháp vào đâu hết. Còn bây giờ nước cạn kiệt quá cô bác ơi, nước ở dưới sông bây giờ quá cạn kiệt. Cái sông nào mà sáng đồ múc mà chưa có kịp múc sâu lắm đó, thấy không, bây giờ nó cạn khô, nước không có tưới cây. Rồi làm sao mà sáng múc kịp, nó đầy hết như đầy dãy hết như vậy đó. Thì bây giờ cái nước thấy quá hiếm. Bây giờ người ta có chở nước đi xuống, chở xuống dưới Bạc Liêu, rồi Tiền Giang, Bến Tre, ta có chở nước ra làm phước cô bác. Bên chị Thập thấy ở dưới nước, đó, nước mặn không xài không có được rồi. Là vì nước ngọt này nó quá cạn kiệt ở trên này, nước mặn ở ngoài biển nó tràn vô. Tưới cây thì cây chết. Người mình đó, mà mấy cái tỉnh đó đó, nước nó tràn vô, lấp lé rồi nước uống không được. Thì phải đi lên trên này lấy nước. Lấy nước xong nữa là Tiền Giang trên này nè, Tiền Giang Hậu Giang nè, là cái dòng nước ngọt lấy đem về dưới xài uống. Có chỗ người ta uống nước á, người ta tắm rồi này kia rồi đó, người ta không có dám bỏ nước. Người ta tắm rồi cái nước đó người ta hứng lại người ta để giặt đồ, người ta tiết kiệm nước tới mức đó đó. Thì bây giờ mình thấy không biết cái là thời kỳ này ra cỡ nào thì mình, tôi không có biết được. Chứ tôi thấy như vậy, như cái động Thủy Liêm là tôi hồi từ hồi nhỏ, bây giờ thì tôi không có đi nha cô bác. Những người đi lên trển về nói nha, cái động Thủy Liêm là nước nó cạn muốn tới đáy cô bác đó. Chứ nhưng mà tôi hồi còn nhỏ và hồi còn đi làm ăn ở trên vùng núi, đem máy móc trển làm đấy, không, động Thủy Liêm này đem máy mà chạy ra chưa hết nữa cô bác. Không biết nước ở đâu, ở dưới nó cứ trào sâu lên là nó lên nước minh thiên, không làm gì hết nước. Mà bây giờ cái động đó nước nó hơi cạn đó cô bác. Còn Trà Kiết, Trà Nớp này sáng đã múc, cô bé đã cào là mấy đợt rồi đó, mà bây giờ chỗ nào cạn cạn á, ghe lớn đi không được, ghe đi không được. Thì cô bác ơi, không biết cái nước này mà nếu như kiệt mà ở An Giang mà miền Tây mà cái miệt mà ở hướng Tây này đó mà kiệt nước như vậy rồi á,
Thì cái An Giang này cũng khó chịu với cái nước lắm chứ không phải là vừa. Bị gì ở gần cái sông Hậu Giang thì nó đỡ nghe. Cái Hậu Giang là cái sông lớn lắm. Là kêu là Cửu Long đó, Rồng Chín Khúc đó. Mà mấy người ở vùng sâu vùng xa này như tôi đầu đây đó khổ lắm à. Nước không có xài à cô bác. Bị gì ở trên gạch trên ngòi. Mà gạch ngòi nó khô rồi á thì không có nước xài, thì không biết ít tháng nữa ra làm sao thì không biết, chứ bây giờ hiện bây giờ chỗ tôi đây còn nước xài nè, nước dưới sông nè xài được, cũng còn nước lớn nước ròng. Kính thưa cô bác là vì tôi nói đây là nói cái hiện tại, vì tôi thấy đây trong đời tôi thấy đây á, cái hiện tại tôi nói cái hiện tại như cái chỗ tôi ở đây nè, đất tôi ở nè, hồi đó đất tôi đây đó là mùa nước rồi á, nhảy xuống là một giới, đứng lúc đầu giới lên không tới nước, mà bây giờ mùa nước rồi đó trên đồng không có miếng nước, trên đồng khô gan à, rồi ở dưới sông á thì nước có nửa sông thôi, dưới kinh rạch nước nửa kinh rạch, mùa nước đó mà nước như vậy là hiện chỗ tôi đây. Tôi á thì có anh bảy bà con hồi đó cũng y hệt như bây giờ vậy đây, có cái năm đó sau nước nữa là ở dưới thứ á, dưới miệt thứ á, thứ một tới thứ 11 đó là gánh đó anh bảy tôi anh đi nghĩa là cùng hết. Bị gì cũng đi vậy, chở than mà. Chở than gì bỏ Sài Gòn. Hồi đó ổng chở than đó. Ở dưới là ổng chở về tới Sài Gòn đó. Là chạy xe không đi xuống. Rồi cái năm đó đó. Cũng hạn hán như thế này. Nước cũng khô như vậy, nước mặn. Không, không có xài được. Đến đổ người ta tắm nước đó rồi. Người ta phải múc một hai gáo nước đó là ngọt người ta. Tắm lại đó. Để không thêm nó ngứa ngáy chịu không nổi. Rồi nó khô rồi mồ hôi ra nó làm như là muối đóng trắng trắng áo quần vậy đó. Mồ hôi đóng vô áo áo trắng à. Là nó ra màu trắng đó. Thành ra người ta tắm nước đó rồi đó là người ta phải múc một hai gáo nước đổi ở trên này để người ta xối xuống người ta tắm lại một cái. Rồi anh bảy tươi đây không? Xuống dưới anh thấy làm ăn ở này coi bộ ngon canh quá. Đi một ghe than về bỏ Sài Gòn rồi là xả đục cho nước vô rửa ghe cho sạch sẽ hết rồi xả một ghe nước, mà ghe của ổng đó hồi đó ổng chở ghe 40-50 tấn đó cô bác, ghe lớn vậy đó, đặt máy thì máy nhỏ chạy không nổi, đặt máy dây đó chạy máy bốn máy đó chạy mới được, cái ghe của ổng lớn vậy đó, ổng chở một ghe nước xuống dưới rồi đó ha. Thì ai có bồn đó, cái bồn ổng đo chiều ngang chiều dài cái bồn, chiều cao cái bồn, rồi ổng nhân ra ổng biết bao nhiêu thước rồi, mà ổng đổi một thước nước vậy đó thì mấy đồng bạc đó, thì ổng cứ vậy ổng kê máy ổng chạy lên bồn. Còn ở xóm tròm nhà cửa đó lại thùng không à, thùng thiết đó thì một người đó là đổi ổng á 3-4 đôi 4-5 đôi, ta la gánh nghĩa là gánh chừng nào cạn ghe thôi đó, người ta đổi nước. Hồi đó nói đổi nước chứ không dám nói bán nước, đem xuống dưới là đổi nước, nói bán nước á thì bị quở ra, bị chánh quyền quở ra là gây ra. Thành ra ổng về đây ổng cũng nói rồi mình biết được là đổi nước. Ổng nói mình xuống dưới cũng vậy nữa, mình nói mà leo lưỡi một cái là có người mời mình liền đó. Hồi đó cũng khổ ngặt lắm chứ không phải là sung sướng đâu. Cái lời nói cũng hằng chấn mà nói lẹo lưỡi là
bị khiển trách, bị mời. Rồi cái ổng đó là đi chỉ là có một tháng mấy, rồi hai tháng à. Cỡ đó ông đi liền do nha, hai ba bữa ăn chiến, hai ba bữa ăn chiến nha. Anh Bảy tôi là lấy cái tiền mà đổi nước không đó, mua cái phố ở Bình Hòa đó cô bác. Mua cái phố đó hiện giờ con cháu còn ở đó. Là vì cái tiền đó là cái tiền kêu bằng bà Thủy cho mà lập cơ nghiệp. Kính thưa quý vị, bây giờ tôi nói cái việc mà ghe gỗi mà hồi đó đi vô cái trong mà Trà Kiết, Trà Nớp đó mà mua cá đồ này kia đó thì nó cũng dài quá đi. Mà cái đó đã nói rồi, nhưng mà nói lại đó, hồi đó nói á, chưa có đầy đủ. Bây giờ nói lại thì nó quá lâu, cô bác nghe cũng dễ chán. Thôi bây giờ tôi nói bao nhiêu đi, sau này để tôi lập lại nghĩa là hai ba chuyện, chuyện này chuyện nọ, tôi đem lại nói cô bác nghĩa là nghe hấp dẫn hơn. Chứ bây giờ mà nói là tới cái vụ đó nữa là cũng kể như đồ đi đồ lợi. Thôi kính chào quý vị. Dạ kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, tôi xin kể lên một cái câu chuyện. Một cái câu chuyện này là truyền khẩu, nhưng mà có thật 100%. Là vì vậy, bây giờ nhân gian mình á, cái năm nào á, mùa nước mà có bão lụt tới hay là cái gì đó thì thường thường có lấy cái năm thìn bão lụt là nói à. Nó xa à, năm nay quá thiếu điều như là năm thìn bão lụt. Thưa quý vị, cái năm thìn bão lụt này đó tôi còn chưa có nữa. Mà cỡ tôi trở lại đó là phần nhiều, chứ đi lên nữa thì ít lắm rồi. Chừng cả 100 tuổi trở lại là nhiều, thì nhiều. 100 tuổi trở lên là ít, không có. Mà tại sao nữa là biết cái là một hồi năm thìn bão lụt. Vì cái đó là cũng như cái câu ca dao, cái đó là một cái tượng trưng ở trong nước mình. Nó tai biến cái năm thìn bão lụt đó, nó quá sức rồi. Mà nó di truyền lại tới đây 100 mấy chục năm, 120 năm. Thì có ai sống được 120 năm còn không cô bác? Thì cái này tôi nói là cái tiền khẩu. Tôi nghe ông bà nói là ơi, cái năm thìn bão lụt này, còn tôi á, hiện tôi thấy là có năm thìn bão lụt sau này, mấy cái năm đó là năm thìn nữa, nhưng mà cũng có bão, cũng có lụt nước nữa, là tôi cũng lớn rồi. Là sau này nha cô bác, sau này là cả 100 năm, 70 năm tôi có rồi, mấy là có năm thìn lợn kỳ nữa đó. Là bây giờ tôi xin kể lên như thế này nè. Hồi xưa đó, cái lần bão á, mà cái năm bão Đại Lạc, người ta thường thường nói năm bão Đại Lạc đó mà, rồi kêu bằng tàn phá dữ lắm đó. Là cái năm đó là 1904, cái năm đó là Đại Lạc nha. Nhưng mà ở Gò Công, Tiền Giang, mấy cái tỉnh ngoài đó, kể chung là mấy cái tỉnh ngoài chịu nặng nhất hơn là cái miền Tây này, hơn cái vùng 4 này. Còn cái mấy cái đợt bão sau đó là ở tỉnh An Giang chịu nặng nhất hơn là mấy tỉnh ngoài. Là bão ở đó, bão này sao mà nó làm như là bão số 5 mới đây mấy chục năm đó cô bác, bão vòng, mà nó vòng quần mấy tỉnh miền Tây này không, nó quần vậy đó mà nước lên. Thì thành ra bão là vòng quá sức. Có cái năm đó là cái năm Đại Lạc. Rồi thường thường các bà nói năm Đại Lạc là kêu bằng hết trơn, không có nhà cửa nào mà chỗ cái nén ở đó cô bác. Nhà ở đồng bằng miền Tây nè, nhà nào cất dưới trũng á, là kê ghế rồi chỗ cái nén ở, chứ không phải là nước ít. Cái lấy cái năm đó là làm đầu chuẩn
sau này ai cũng sợ cái năm đó hết. Mấy ông già bà cả của mình đó sợ cái năm mà năm Bảo Lộc đó. Sau này cũng là năm Thìn, mà năm Thìn năm 1964. Cái năm đó đó cũng Bảo Lộc nữa cô bác. Bảo mà lục nước mà sau Bảo cỡ thời gian đó đó là làm mùa nước không à. Mà mùa nước hồi đó đó nước ở đất tôi chỗ này nè. Mà tôi đi đồng đó, cây sào ba thước á, trống còn ở trên đó là có chút xíu trống được, bơi không đó cô bác. Với cây sào thì á, làm cái sào nạn vậy nè, trống ở trên chấp á, mấy cái về chấp lên mình trống rồi đẩy trống cái xuồng đi. Chứ trống xuống là không có tới cây sào ba thước cô bác. Phát cái năm đó trời giông gió quá sức đi, nhà cửa sập dữ lắm. Nhưng mà có người chết là mất tài sản là nhiều, có người chết nữa. Nhưng mà cái tổng kê người chết đó tôi không hiểu được, tôi cũng không nghe nói pháp phơ pháp phưởi, thành ra tôi không dám đề cập cái người chết lên. Nếu xê dịch với cái việc mà người ta tổng kết đó thì tôi nói dấu sao. Chứ tôi vẫn nghe lục này á, bảo rồi lục là nước lên. Người ta đi đồng người ta chết đó cô bác, hãy chìm xuồng là chết đó. Cái đồng cũng như cái biển vậy, nước đâu không tới đâu hết, cây ở trong đồng này nước nó muốn tới đọt hết trơn rồi thì sạt nước chết à, chết nhiều lắm. Rồi cái từ tôi ở, cái tôi hồi đó còn ở xã Bình Hòa, đây là cũng xã Bình Hòa chung nhau cắt rúng, là tôi biết tới bây giờ là vì không có cái năm nào bằng cái năm Thìn là 1964 hết. Năm đó cũng ngay cha gan, cái năm Thìn là 1904 vậy, cũng năm Thìn vậy đó. Nhưng mà cái bão này có một vùng thôi, vùng miền Tây với cái vùng tỉnh An Giang thôi, chứ không phải ra mấy cái tỉnh kia nữa. Bão này là bão nhỏ, nhưng mà trường học trường ấy đồ này kia ngưng nghỉ hết trơn, ngập hết trơn rồi, không có dạy học trò được. Còn đi chợ Mạc Dưng đó là mấy chị tôi muốn đi chợ nhảy xuồng bơi đường lộ, từ Dầm Nha bơi ra tới ngoài Mạc Dưng đó là bơi được trên đường lộ này đi nè. Chợ Mạc Dưng đó là lội ở trên chợ đấy, nước đầu gối phải dâu quần, đồ người ta bán người ta kê lên hết trơn. Nhà nào mà nhà đúc đó nha, mà thấp thấp cũng vẫn kê lên. Thôi năm đó cái trại cưa nó cưa đã đời của bác ơi, nó trúng giúp hội cho trại cưa, ai cũng đem cây lại cưa, cưa bộ ngựa đồ này kia đấy, không về đang lót nhà chứ không gì, cưa ra dáng rồi kia về đang kê nhà lên. Ở nước nó lên như vậy một tháng mấy, chứ không phải là một hai bữa, năm mười bữa cô bác, một tháng mấy. Thì ở trong số xã Bình Hòa này đó, là hồi đó tôi bơi xuồng với chị tôi đi chợ Bình Hòa đó. Chợ Bình Hòa thì mấy cái sạp bán kê lên, nhà cửa kê, mà chỉ có cái nhà là dì Sáu Phòng này, bà này là dì tôi, vì bà con là ở Dầm Nha đây, là cái nhà đó mà còn thôi chứ không có nhà nào còn hết. Mà cái nhà của bà dì Sáu tôi cất đó, ai qua lại cũng quở quang hết trơn á. Hồi trưa kỳ bão đó à, thì ai cũng quở quang trơn đó. Trời ơi, bà Sáu cất cái nhà quá, cái chùa cao quá sức này kia cái nọ, thấy không, lọt hồi tới cái cơn bão đó rồi đó, chỉ một mình nhà bà còn mà thôi. Rồi ở xóm tròm xúm xúm là ở nhà bà cất rộng lắm, là kêu gì hồi đó cất gì một căn hai trái gì đó, rồi có nhà khách rồi gì nữa, bà giàu dữ lắm. Rồi bà cất cái nhà như vậy đó, cất hoàn toàn thao lao không. Hồi đó thợ cất cho bà đó là cất nhà bả là tôi chưa có, tôi nghe nói lợi nha cô bác, ba tháng mấy mới gồi cái nhà của bả,
có cái nhà mà bà cất vậy đó, mà bà đó là chồng chết sớm, không có con, có hai đứa con gái nuôi là cháu của bà đem về bà nuôi hai đứa. Bà mần sao hè đó 500 công ruộng, bạn 4-5 thằng bạn mần hồi đó, mần mùa có, mần năm mới có, là bà 6 phòng. Bây giờ cái nhà bà vẫn còn, bây giờ là cháu ngoại bà ở, cái nhà vẫn còn bây giờ, không hư hao gì hết. Cái nhà mà bà cất cái trong nhà của bà đó là 4 cái phòng ngủ, 2 cái phòng khách, cất phòng không để vậy đó, khi khách khứa lại cho ngủ thôi đó, là 2 cái phòng khách, 4 cái phòng ngủ. Cái nhà bà ai lại nói cũng như cái đình hết trơn. Hiện chờ hiện bây giờ còn nè, còn cái nhà bà ở tại ngoài dầm nha chút đó, ai lại tới dầm nha hay là lại tới mặt dân hỏi cái nhà bà 6 phòng thì ai cũng biết. Cái nhà ông nhà lầu hồi đó đó, ông đúc đó, là kêu nhà lầu đó, đúc lầu rồi đó heo, mà bây giờ cũng tiêu hết rồi, bị gì trong thời gian loạn lạc, rồi ông này gây cấn với ông kia chế độ mà, rồi người ta đốt nhà ông đó. Còn cái bà 6 phòng này, nhà của bà không ai đốt hết, bà không có con, không làm việc, không gì hết trơn á, chỉ bà mần ruộng mà sống đất, đất nhà của bà có. Rồi bà mần ruộng đồ này kia, một ngày một khá giàu lên, mà bà không có xài gì, bà có mình đến xài gì đó. Rồi lúa là lúa ngàn không một lần, kêu ghe bán đó, ghe chài hồi đó, ghe chài đó lợi lần một ghe hai ghe lại bán, cũng như là bà chủ hai ở trong này mà bán lúa vậy đó, cho ông sao cát xài đó. Bán vậy đó, một lần là hai ghe chài, chứ không phải bán bây giờ 200-300 giả đồ này kia, mình nói quá nhiều rồi không có. Hồi đó bán một lần 2-3 ngàn giả là mướn thợ đông, hồi đó đông không cô bác ơi, không có mà cái cân như bây giờ, phải cân nữa bao, hồi đó đông không à, 4 người đông, 2 người coi thẻ đó, bán á mà vậy đó, mà đông luôn liên tục 3-4 ngày như vậy, mấy ghe chài phải đầy. Tôi đó tôi biết rồi đó, như bà chủ hai nè bán lúa tôi cũng biết, bà dì sáu tôi đó bán lúa tôi cũng biết đó, nhiều khi là chạy ra chơi rồi này kia đó, rồi bà mà đi uống nước hay gì mượn mình bỏ thẻ giùm, là hãy giác xuống một cần xé là bỏ một thẻ vậy đó. Đó, mẹ bỏ thẻ giùm, rồi đi uống nước hay là đi pha nước rồi uống đó. Là việc đó, tôi có tham gia. Rồi cái một thời gian đó, thì nước hạ xuống rồi. Nước hạ xuống rồi đó, thì qua màu chết sạch hết trơn rồi. Bị gì nước lên đó là cả tháng lận, chứ không phải bão như bây giờ mà bão số 5 rồi trong 1-2 ngày rồi kia mà nói người ta chết nhiều rồi, chết thì có chết, nhưng mà cái việc bão này, việc bão lụt này đó là 1 tháng mấy ngày cô bác tôi còn nhớ, 1 tháng mấy ngày nước mới chịu dịch. Mà nước dịch rồi á, ông Sải mừng hồi đó, chùa ông Sải đây nè, bị gì tôi ở gần cái sóc, ông mừng quá rồi ông tụng kinh, nghĩa là bằng cái lễ đưa nước đó cô bác. Ông Sải á, ông muốn cho quốc thế dân an, ông tu mà, ông thấy người ta đi đồng đi án đồ này kia bị chìm xuồng chìm ghe chết đó, là ông nghĩa là cầu xin cho nước hạ xuống, đặng cho nghĩa là dân tình khỏi chết như vậy, mà ông làm cái lễ đưa nước đó cô bác. Thì trong thời gian đó mà ngộ có cái này của bác à, thấy trời Phật làm như vậy á, con trời trời không có bỏ. 2-3 năm sau bằng luôn luôn ruộng, trúng ruộng luôn luôn,
Chính là hồi đó bà già tôi bằng 220 công đất đây nè, bằng đây đất đây nè, bên Kinh Sáng Bốn Tổng nè, bà già tôi bằng đó là 220 công, 2.000 mấy dạ. Hồi đó lúa lúa mùa đó, một công 10 dạ là đủ số đất. Chứ một công á, 6-7 dạ hả cô bác ơi, 100 công có 6-700 dạ thôi. Chứ không phải mà như bây giờ một công là cả tấn đâu, cả ngàn ký cả vậy đâu, không có vậy đó. Hồi bởi vì nhờ hồi đó mà ruộng nhiều nó mới có nhiều, chứ mà ít ít như bây giờ không đủ ăn nữa. Bị viện công có 7-8 dạ, 8-9 dạ, còn đủ số đất là có 10 dạ thôi. Mà liên tục bảo rồi đó, qua 2-3 năm sau đó hết trơn cánh đồng, chứ không phải là một hai chủ kia hỏi ông này hỏi ông kia, tôi phần được 11 dạ công, 12 dạ công đó, từ 10 dạ lấy lên không. Cô bác thấy trời đãi cho mình không? Bởi vậy á, cái việc gì mình đây bây giờ cũng vậy, đừng có chống thiên. Bây giờ mình nên niệm Phật đi, trời Phật lo cho mình à, đói no à, trời Phật lo cho mình à. Chứ cái năm đó là mấy năm sau là tàn phá như vậy là đói nha cô bác. Nhưng mà lại là mấy năm sau lại thịnh vượng hơn nữa. Đó, vậy mới ngộ chứ. Vậy bởi cái miền Tây này đó, ta tin tưởng trời Phật quá. Bây giờ ai ta niệm Phật, niệm Phật là 80-90% rồi đó cô bác ơi. Chứ ít có người mà không có chịu niệm Phật lắm. Niệm Phật bây giờ biết rồi, tin tưởng thấy cái màn trời nhiều khi là bị bão lụt như vậy đó, mà sao lại rồi bồi bổ như vậy đó. Rồi mấy người lớn lớn người ta hồi đó có đó, ta thấy người ta biết, ta nhắc nhở lại con cháu. Hồi xưa đó thì cái miền Tây này cũng có bão, lâu lâu bão là bão tàn phá dữ lắm. Mà bây giờ đây đó, hồi đó bão nhiều lại là bây giờ cái là khô cằn nhiều. Sao bây giờ mấy năm rồi đó là nước kiệt cô bác. Nước có không có bằng vậy là như hồi trước, một ngày khô kiệt. Bây giờ mấy cái tỉnh là như Rạch Giá ở Kiên Giang, bây giờ kêu Kiên Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Tiền Giang đồ đó khô nước của bác. Nước không có đầy đủ như hồi đó, mà lại là cái nước ngọt này á ở sông Cửu Long mà nó dội vô không có đầy đủ, rồi nước biển tràn vô của bác. Nước biển tràn vô nghĩa là gần tới trong này đó là gì, lơ lớ trời. Nước lơ lớ, nước biển vô. Bị gì nước trong này thấp, nước ngoài biển cao là nó tràn vô. Đó, hiện bây giờ đây là có mấy cái tỉnh gần gần kề đó đó là người ta phải xe bồn đi chở nước lại, người ta đổi nước xài. Đó, lấy số tiền ra đổi số nước đó xài. Dạ con cũng cảm ơn bố kể chuyện năm thành bão lục, thì con nghe bố kể thì con coi ở trên mạng đó bố, thì nó cũng đúng theo lời bác nói. Thì bây giờ ở những vùng mà ngập mặn hoặc là khô kiệt hạn như ở Tiền Giang, Bến Tre rồi đó, thì bây giờ có một số mạnh thường quân đó, người ta đổi nước cho bà con xài miễn phí đó. Thì con thấy là ở trên bà con nó đi chở can can về để xài, nhưng mà bà con rất là tiết kiệm. Như nước á, xài tắm xong rồi lấy nước đó phải giặt đồ, chứ không phải phân quý như hồi xưa nữa. Thì cũng mong rằng vài bữa sắp tới đây thì chờ mưa thì bà con sẽ có nước để sống, để canh tác mùa màng lại. Con cũng cảm ơn bố kể câu chuyện này. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị, tôi cũng nghe một câu chuyện truyền khẩu, chuyện đời xưa truyền khẩu. Bây giờ tôi nhắc lại, kính thưa cô bác, bây giờ tôi nhắc lại một cái chuyện là cái Long Đình. Long Đình ở Phi Lai Tam Bửu, hồi xưa có một thời gian bị lấy đi, một thời gian cũng khá lâu dài, rồi được trả lại. Là hiện giờ cái Long Đình còn. Thì bây giờ tôi xin kể là như thế này.
ông bổn sư này đó, là hồi đó cái quê của ổng á, Bó Cày Bến Tre á, mà hồi thời đó là thời Pháp. Ổng là người tu hiền. Ông bổn sư này là ổng người tu hiền. Ổng tu từ dưới lần lần lên cái ổng về non ổng tu. Ổng về dùng bãi núi này ổng tu. Ổng tu ở trên vùng bãi núi này đó, thì ổng có nghĩa là bổn đệ cũng đông lắm, bổn đạo ổng cũng đông lắm, là ở bây giờ kêu là Phi Lai Tam Bửu đó, ổng ở đó. Nhưng mà cái nguồn gốc của cái Long Đình này đó là cái ông bổn sư này ông ra. Hồi xưa Đức Bổn Sư á kêu đệ tử đi lên đó, núi non đồ này kia đó, rừng đó, kiếm cái cây cam đàn. Cái cây này Đức Bổn Sư biết cả ngàn năm không con gì ăn hết. Bổn Sư biết. Thành ra đệ tử đi tìm được cô bác. Được cái cây đó về làm cái Long Đình đó là cái cây cam đàn đó. Cây này là 100 năm, ngàn năm chứ không con gì ăn được hết trơn các cô bác. Thì bổn đạo đi kiếm được. Non núi mà đi kiếm được đem về. Là ông ra lệnh cho nghe là bề ngang á, chiều ngang 2 mét, chiều cao 3 mét, làm y theo lời của ổng. Ổng chỉ cho nghe là chạm mấy gì đục đẽo gì ổng chỉ hết. Ổng chỉ cho làm xong hết. Một thời gian làm xong rồi thì bổn đạo của ổng là mấy ông thợ này gáp một tuần lễ, gáp không được, gáp hoài gáp không được. Nếu trình tấu với ổng thì sợ bị gầy, ổng khai làm á, không dám gáp nữa. 10 bữa nữa mà cũng không được, thôi chúng thế phải lên trình với thầy. Trình với ông bổn sư bây giờ tụi con làm á, xong hết trơn rồi mà tại sao cái là tụi con gáp không được. Gáp đó chỗ vô chỗ không vô hoài, hãy chỗ này vô chỗ kia ra, gáp không được. Đức bổn sư mới nói, thôi mấy ông để đó cho tôi, rồi mấy sắp lại đâu đó đàng hoàng rồi để lấy đồ đẩy lại để đó. Vì bổn sư á là xài phải có ngày có giờ bổn sư làm mới được. Cái bữa đó đó bổn sư làm có một buổi, một không tới một buổi nó mấy tiếng hồ à, là rồi rồi. Nhưng mà cái đêm đó là bổn sư gáp đó là bùa lỗ ban cô bác, gáp bằng bùa lỗ ban, biểu đâu làm đó, khích khâu đàng hoàng xong xài cái Long Đình hết trơn rồi đó. Để trước cửa chùa, mà hồi đó chùa thấu sơ lắm, chùa bằng cây đều không phải như bây giờ đâu. Thì để ở trước cửa chùa. Thì sáng lên đó là đệ tử dòm thấy hết hồn. Tràng đét ơi, mình là thợ chánh không à, làm cái gì dứt phát làm cũng được hết, mà tại sao mình gấp không được. Mà giờ Đức Bổn Sư là làm có đêm một là bây giờ cái Long Đình đã hoàn thành hết như vậy. Lại cái sợ Đức Bổn Sư dữ lắm. Vì Đức Bổn Sư là bùa lỗ ban mà, gáp bằng bùa lỗ ban mà. Thì vô thờ cái Long Đình này đem vô chùa. Đem vô chùa để ở thờ. Cỡ đó Pháp nó xâm chiếm nước Việt Nam mình nó guồng bố dữ lắm. Nó kiếm người nào tài giỏi là nó bắt, nó đài, nó giết, nó làm, nghĩa là đừng cho Việt Nam mình có một người tài mà. Thì Đức Bổn Sư thấy nước Việt Nam của mình bị nước ngoài giày xéo quá đi, ổng chịu không nổi, ổng ấy ra quân đánh Pháp.
là trong lúc ổng đánh pháp đó đó là đánh cùng liên lạc cùng giờ là với mấy cái ông ấy là thương nước thương dân đó, là như ông Nguyễn Trung Trực, đều là mấy ông kia nữa mà đều tôi quên tên mấy ông kia. Thì tất nhiên cái là pháp nó nghe nó theo quá sức đi, nó theo nó nhất định bắt đầu mối, nó bắt cho được cái là mấy ông mà ra mối đạo đồ này kia đó, nó bắt nó đài đồ hết trơn à, không cho mở mang, sợ chống lại nó. Thì trong lúc đó nó dẫn quân đi đó, có ông Trần Bá Lộc, quê của ông Trần Bá Lộc này đó là ông ở Cù Lao Giang. Hồi đó Cù Lao Giang đó là nổi tiếng của Pháp. Rồi ông dẫn đó, ông dẫn đi tìm đó. Chà, cái này cũng như quất tìm quất nha cô bác. Chứ Pháp nó biết đâu nó tìm. Nhưng mà ông Trần Bá Lộc này ông dẫn đầu đi tìm. Tới chùa Phi Lai Tam Bửu đó. Vô đó thì cái là tàn phá cũng dữ lắm. Nhất định cái ngôi nào mà làm cho đàng hoàng đó là Pháp nó không có chịu. Nó tàn phá đi. Thì Đức Bổn Sư này đó, ông nói thôi bây giờ đệ tử á, chúng đâu không khỏi cho nó đâu. Thế nào nó cũng quắc à. Nó tính diệt mình cho hết mà. Giờ chung vô Long Đình đó, trốn đi. Thì bao nhiêu người cũng đều chung vô trong cái Long Đình đó, trốn. Mà nó bắt đầu mối không nha. Người nào tài giỏi nó bắt nha. Chứ bổn đạo á, thì nó không bắt làm gì. Bổn đạo như quy y theo vậy mà sẽ ở theo nhà nó cũng không biết đâu mà bắt. Mà Trần Bá Lộc cũng không biết đâu mà tìm. Những người đi theo cái là theo sát cánh với ông thầy đó thì nó bắt hết, nhưng mà ông thầy không biểu chung vô đó đi, trốn đi. Pháp nó lợi nó guồng bố, nó bắn phá, nó làm đủ cách hết trơn, mà nó đi vòng 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 cái Long Đình đó nó không thấy ai chứ, mà ở ngoài nó bắn xả vô trong chùa diệt bỏ mà Long Đình không có một miếng đạn của bác. Rồi nó thấy không thấy ai hết trơn. Thôi rút quân về. Thì rút quân về rồi đó. Thì mấy ông này ra. Thì ông thầy nói. Ông bổn sư ông nói nếu như vậy đây. Nó đi tới đâu tàn phá tới đó. Nó đi tới đâu thì nó làm cho dân Việt của mình điêu qua. Điêu đứng hết trơn. Nhất định là phải đánh. Ngặt có cái Trần Bá Lộc này đó là ổng làm đậu, ổng dẫn Pháp đi, ổng dẫn hoài. Ổng dẫn như Nguyễn Trung Trực đó mà ổng cũng dẫn với Gạch Giá đó, ổng cũng dẫn tìm nữa. Chỗ nào ổng cũng dẫn tìm, ổng là thiệt là cổng gắn và cắn gà nhà cô bác, ông Trần Bá Lộc. Trong thời gian đó ông Trần Bá Lộc mới trình với Pháp. Nói về bây giờ cái Long Đình đó đó, phải lấy đi. Thì bổn sư đó không còn nữa. Có chỗ đâu tu hiền quý tụ. Thì Pháp đó trâu việc lấy. Là ông Trần Bá Lộc này lấy. Lấy về bỏ viện bảo tàng. Cái chỗ mà bây giờ kêu cái chỗ ai cũng định lại coi hết trơn đó. Viện bảo tàng mà cái gì xưa đem lại đó để. Đem cái Long Đình này về viện bảo tàng để đó. Một ít lâu, một thời gian lâu. Thì những người ở canh gác giữ cái bảo tàng đó không dám giữ nữa. Mấy ông xin thâu việc trơn. Hỏi tại sao thâu việc? Không được bây giờ ai giữ giữ. Tụi tôi mặc dầu làm quan rồi bắt giữ đó. Khỏi đi đâu hết và ăn lương mà rồi bây giờ tụi tôi không dám. Vì ở trong cái viện bảo tàng này, trong cái Long Đình á, bằng đêm thì nói xào xạc ở trong như binh gia ở trong vậy đó. Mà làm quá trời, tập ra ngoài, tập
thể dục, tập binh lính, tập rần rần hoài à. Bị gì bùa lỗ ban cô bác, không ai trị được hết á. Bà xách súng băng nã vô cái Long Đình thì nó húng súng. Long Đình đâu có chạm gì đâu, chạm gầm ấy này, gầm phụng này kia cái đó. Vậy mà bắn không trúng. Bị gì ông bổn sư, ông là gáp mà, gáp bằng bộ lỗ ban, thì tất nhiên bộ lỗ ban có ấn đó rồi. Trình lại với Pháp. Tới chừng qua thời kỳ một thời gian lâu tới ông Thiệu lên. Thời kỳ ông Thiệu. Thì bước đức bổn sư này có người làm ở trên bộ cái là trung ương mới trình với ông Thiệu xin cái Long Đình trở về chùa. Thì ông Thiệu ông ký giấy, ông đồng ý cho, nghĩa là bên cái đạo này đem cái Long Đình về chùa Phi Lai Tam Bửu. Thì trong lúc đó là đem về đó là ông Thiệu ông cũng phải trả đàng hoàng à. Chiếc trực thăng á, không phải kêu trực thăng, nó như chiếc trực thăng kêu là nó là sâu rau muống đó. Đó là tôi biết rồi, tôi thấy rõ ràng. Khi đem về tôi thấy rõ ràng. Cái sâu rau muống này đó là nó giống hệt như con sâu rồi đó. Nhưng mà hai đầu trước đầu sau nó đều có trong trống ở trên lưng. Nó quay thứ đó mạnh như lắm. Cảo hai ba chiếc máy cày cũng đi te te. Xe rê mề xe cảo lần hai ba chiếc. Chung trong lường chiếc đó hai chiếc xe rê mề xe. Thành ra cái Long Đình này lại câu. Sâu rau muống trở về trả đó cô bác. Là về trả lợi cho Phi Lai Tam Bửu. Cho ông bổn sư này. Thưa quý vị, tôi xin phép nói gần sát đây một cái nữa. Tiếp thu rồi đó, hồi Phi Lai Tam Bửu chết nhiều nè. Ai bổn đạo nào cũng kêu, bị gì hồi đó linh quá mà. Chạy vô đó không chết người nào hết. Bây giờ thành ra nghĩ là Phi Lai Tam Bửu cũng còn linh như hồi đó. Cái Long Đình còn linh như hồi đó. Là Khmer đỏ đó, nó xuống đó. Nó tàn sát ở trên, nó giết người, diệt người đồ mình hết trơn đó. Người dân tộc của nó cũng giết nữa. Ở dưới này đều nó không ưa. Chết trẻ nhiều lắm cô bác. Người ta có thống kê lại là bao nhiêu người đó. Nhưng mà tôi vẫn nghe chứ tôi chưa được thấy cái thống kê, tôi không dám nói. Nhiều khi tôi nói xe chạy, thành ông Út nói tào lao. Tôi không dám nói, chứ cái chết nhiều lắm, tôi biết. Ở trển mới có 3 ngày xong rồi. Thì nhà nước cho người tham quan, không phải cho đi ảo ạt. Nhưng mà có người tới lui nhà nước không gầy mà thôi. Trong số đó có tôi. Tôi đi mới có 3 ngày, đi lên tới là Phi Lai Tam Bửu là ở trên tường đó, còn dính mỡ của bác, chưa rửa thì được á, còn dính mỡ. Nhưng mà lại cái Long Đình rồi đó, thì trong Long Đình không có một miếng đạn, không trúng trong Long Đình miếng đạn nào hết. Còn những người mà trúng ở dưới cái đít Long Đình đó, trúng đó, thì nó lâu ra nó đập, nó dục lựu đạn xuống dưới. Cô bác nghĩ coi, dục lựu đạn cách ra chưa được hai thước cái Long Đình. Cái lựu đạn này tôi nghe người ta nói lại đó, là lựu đạn đó là của mấy ông này xài đó, kêu là lựu đạn gì đó, 300 mấy ruột miệng chứ không phải là ít. Nhưng mà cách ra chưa được hai thước mà xung quanh đó chừng một chục trái. Một chục trái là nó nổ rồi cái khuyết, nổ rồi cái khuyết ở dưới gạch đó. Khuyết lỗ, mình đếm mình mới biết. Nhưng mà tôi coi kỹ lại cái Long Đình coi có bị mẻ sức, gồng phụng đồ có mẻ sức, không mẻ sức gì hết. Vậy tôi mới càng tin tưởng nữa. Nhưng mà nó vô rồi đó, không ai đỏ vô rồi đó.
là đắp đầu mấy người mà trốn dưới đó lôi ra đồng của bác. Rồi chết sạch hết rồi. Nhưng mà có ông bà này hồi cái 3 ngày tôi lên đó là bà tỉnh táo đâu đàng hoàng. Cách mạng chích thuốc cho bà. Rồi bà sống sót đó nha. Bà 80 tuổi. Bà sống sót đó. Là chích thuốc cho ăn cháo ăn đồ bà tỉnh rồi bà ngồi bắt ghế ngay cửa chùa Tam Bửu. Ai lại muốn hỏi bà cái gì thì hỏi. Bà trả lời. Thưa quý vị, cho tôi phép tôi xin là nói qua bên cái vụ bà 80 tuổi này chút xíu nha cô bác, thông cảm cho tôi nha. Bị gì người ta hỏi bà, chứ hỏi từ người, hỏi một phái đoàn đi lên 50 người, một người hỏi thôi, không được nhiều người, bị bà già rồi, không có hơi nào mà trả lời cho nổi. Hỏi bà sao còn sống, bà là không biết nữa. Hồi tôi nghe nổ ầm 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 đó thì tôi chết thầu nào tôi cũng hay. Bà tới tôi giật mình thức dậy đó thì tôi nghe Khmer Đỏ nó vô nó đập những người trúng đạn chưa chết còn chạy là quay quay trong này, nó đập bằng cây, đập kêu trời kêu đất. Tôi nghe lỗ tai tôi nghe mà tôi nhúc nhích không được, xác nằm ở trên tôi 2-3 người. Rồi nó lợi, nó lôi, nó kéo, nó lôi tôi lên thì tôi chết hậu nào không hay. Nó nói tôi chết rồi, nó không đập. Đến khi cách mạng chiếm lại được rồi đó, thì vô mấy lôi tôi ra, tôi còn thở được, còn sống được. Tôi nhờ cách mạng mà tôi sống. Tắm rửa cho tôi, mấy ổng chích thuốc cho tôi, mấy ổng cho tôi uống nước cháo đồ. Tôi tỉnh lại. Bây giờ tôi ra tôi nói tôi đền ơn lại cho cách mạng là gì? Nội đây là bao nhiêu người chết sạch trơn, không còn người nào hết. Nó giết không tha một người. Dưới hang nó cũng lôi lên nó giết. Nó dục là đồ nổ xuống dưới cho chết. Còn tôi chết là vì nằm dưới xác. Nó tưởng tôi chết nó không đập tôi thôi. Thành ra tôi nói lên là tôi biết bao nhiêu ở trong này tôi nói. Nó đem ta ra rồi hầu đầu xa sao rồi mương chùa kìa. Nó giết vải. Giết giết rồi nó giết gần bên nè. Đem ra hè chùa đập. Ta la, ta khóc vải đó. Trong này nghe không có dám. Không dám ra nữa. Chứ nó lại. Nó mở cửa. Nó nói như vậy nè. Ai không ham gì à. Nó nói bây giờ ra 10 người thôi. Đi lễ đàn ông lớn kìa. Ông giải thích cho biết rồi thả gì nhà. Ai cũng chen ra hết cô bác. Chen ra, ra đủ nó đếm 10 người đóng cửa khóa lại. 10 người đó nó đem thuốc ngoài bương ngoài, nó đập bỏ ngoài á. Sao nó đem đi xa quá rồi đó. Nó làm biết hay sao không biết nha. Nó đem ra khỏi cửa chùa, ra sau hè chùa kìa đập kìa. Rồi kêu trời khóc la ngoài. Rồi kêu ra trong này biết rồi không ai ra hết. Thì tất nhiên nó mở cửa sổ nó bắn. Nó dục lựu đạn. Nó dục trái nổ rồi vô chết cho hết. Đó, đi giết hết vậy đó. Thành ra cái là trong lúc đó tôi còn tỉnh, còn sống tôi biết. Là tôi nhắc lại bao nhiêu cho cô bác, anh chị em biết vậy thôi. Chứ còn lúc ngoài đồng, ngoài xá là tôi không có biết được. Tôi biết nổ trong chùa là bổn phận tôi nói cho cô bác. Thì nghe bà già bà này, bà nói bà 80 tuổi rồi. Bà nói là bà mệt dữ lắm nha. Bà nói có bộ hụt hử lắm, nhưng mà mình muốn tìm tòi, coi cái sống bả ra làm sao mà bả sống. Thì chư thần, chư thánh che bả chứ không có ai che bả hết. Bả tu niệm giỏi, thành ra cái này là cái chư thần nghĩa là hộ trì cho bả sống. Cái ông Từ ở chùa đó đó, đi ra Châu Đốc rồi đó, bà còn phải chở gì chết với là cái chùa đó. Ông ra ngoài, ông ngủ bằng đêm đó. Ông nằm ba, ông thấy chư thần kêu ông. Ông ra tại sao ở chùa đông quá mà ông không về, ông bỏ chùa, ông đi. Ông trở về với người ta. Ông là chủ trì chùa mà. Trở về đi. 3 đêm như vậy, ông thấy như vậy, chư thần kêu ông, sao ông về. Ông về qua bữa sau lại là nó không cho ai lại nữa hết trơn. Nó bế cửa đi giết đó cô bác. Là ông cùng chết chung trong đó.
Bởi vậy cái chết này cũng số mạng. Là vì nói tại sao số mạng mà chết lần cả ngàn người thì số mạng đâu dữ vậy? Không phải. Cái này là cái nghiệp của bác. Cái nghiệp tiền căn các kiếp trước đó. Nhiều kiếp nhiều đời đó. Cái tiền căn. Kêu bằng chết đó là trả cái căn quả hồi lúc trước. Chết tập thể. Thưa quý vị, tôi kể tới đây thì bây giờ cũng còn nhiều dài dòng lắm. Ông Trần Bá Lộc này đó, thưa quý vị, sao cô bác biết ổng bây giờ còn cái mã đứng ở bên ấy không? Nghĩa là ổng nghe tin cái ông bổn sư này đó, ổng nói ai mà lấy cái Long Đình này đó là sao phải chết chung đứng, chứ không có chôn nằm chôn ngồi vậy, chứ phải chung đứng hình phạt đó các bác. Rồi trong lúc á ông Trần Bá Lộc này ông chết đó thì có ông có chối lại với con cháu, ông nói thôi tao có chết rồi đó thì phải chung đứng nhau đi, chứ Đức Bổn Sư này nói á, chuyện gì cũng có hết trơn á. Ông nói cái Long Đình đem đi rồi cũng phải đem trả lại, thì trong một thời gian lâu phải đem trả lại. Còn ông nói tao á, bây giờ tao lấy mà hồi đó ông không kêu ngay tên tao. Ông nói người nào lấy cái Long Đình này đi đó, sau cũng phải trả lại, thì phải có trả lại y. Mà người này nữa chết rồi chung đứng chứ không có chung nằm. Thì bây giờ thôi bay chung đứng tao cái một đi. Chứ để nữa sau này mày chôn nằm tao rồi đó thì diễn biến như thế nào phải đào tao lên chôn đứng cái nữa, hai ba kiếp khổ quá. Tao bây giờ mày chôn nằm tao đi. Con cháu dưng lời ổng. Cái đó là cái quả, thành ra con cháu cũng muốn trả cho ổng cho rồi cái quả đã ổng đi đầu thai. Thành ra ông Trần Bá Lộc này trong nước này không ai chôn đứng hết. Có một ông trời trồng thì mấy là trời trồng đứng thôi. Còn ông Trần Bá Lộc này khác thường hơn trong nước. Là ổng chôn đứng đó cô bác à. Cô bác hỏi lại con cháu chích chắc của ổng đi. Nếu không có đó thì tôi nói điều qua. Tôi nói gì không có mà tôi nói. Tôi sợ khẩu nghiệp dữ lắm. Cái gì tôi nghe rõ ràng. Mà điều cái này thấy là tôi không thấy. Chứ tôi nghe rõ ràng là ông Trần Bá Lộc chôn đứng. Kính chào quý vị. Dạ kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tôi xin kể lên một câu chuyện. Là cổ xưa, hồi thời xưa mấy ông già là ngồi nói chuyện lại tôi nghe. Bây giờ tôi xin kể lên quý vị nghe. Nhưng mà hồi đó nói cái thời á là mới khai sanh lập địa là vì ông trời ở gần bên à, gần sát mình dữ lắm. Tại đàn bà là động cái gì cũng kêu trời không à. Thành ra là người chư thiên người ta nói á, kêu trời biết ông trời ông không có ở gần mấy người nữa. Chứ hồi đó mình nói trên trời người chư thiên nghe hết trơn à. Đừng bà con hay là dơ giấy mình mẩy hay cái gì cũng kêu trời không. Thành ra ông trời ông ngày ông đi. Ông đi lên hoài. Thành ra bây giờ quá xa giờ vợ mình không biết trời đất là đâu. Chớ hồi mới khai thiên lập địa đó. Cái này là nghe là cổ tích mấy ông già kể lại. Tôi không dám nói thiếu mà không dám thừa nha cô bác. Nói sao tôi đọc y lại như vậy. Tôi nhớ nói y lại cho cô bác nghe. Là vì hồi đó đó. Là một năm á. Là Nam Tào bắt đầu hội lại.
kêu các loài cây vật và các loài thú, các loài người đi lại, tặng mấy ổng nói chuyện cho nghe. Thì cái năm đó mấy ổng nói là cây cỏ này hồi đó chưa có cái vị thuốc gì, đâu biết cây gì và vị thuốc, mới khai thiên lập địa mà. Cái thuốc này có trước mình đó cô bác, nghe mấy người xưa nói vậy á, cái cây này trước mình đó, hồi mình chưa có cây này có rồi, mình là sao cái cây này. Rồi người chư thiên á, người ta mới nói là bây giờ cái cây này á, cây kia, cây nọ, này kia đó, phải đặt tên. Đặt tên rồi cho trần gian á, là biết cái tên của nó là cái vị thuốc gì để chữa bệnh. Người chư thiên người ta lo trước, hồi mình chưa có đó cô bác. Rồi cái kêu là các loài cây ngày đó đó phải hội lại cho nghĩa là năm tàu bắt đầu nghĩa là người ta đặt tên. Thì cây nào ngày đó cũng phải lợi hết trơn. Cái cây nó có cái linh hồn chứ không phải không à cô bác. Lợi hết trơn, lợi đặt tên đều hết. Là nói ví dụ như bây giờ vậy, hội mà 5 giờ là dứt điểm, là đóng cửa không còn kỳ hội, không còn hội họp nữa. Thì cái cây cải á, nó lợi sao chót, tới 5 giờ mấy rồi nó mới lợi. Nam Tàu mới hỏi tại sao tao ra lệnh 5 giờ là khóa sổ, tại sao mày 5 giờ mấy? Cái nó năn nỉ quá, là bao nhiêu người có tên có tuổi hết, con không có, nhờ ông đặt tên cho con. Cái Nam Tàu nói mày á, mày dám cãi trời hay tao đặt mày cãi trời đó. Thưa quý vị, cái cây rau cãi trời nó nhỏ xíu mà sao đặt cái tên của nó nghe lớn quá. Các loài cây kia không bằng nó, cây cãi trời nó lên gan hà, và lại là đó là cây cãi trời. Cái gì mà người chư thiên người ta nói rồi là nó gắn đó, tới vạn kiếp sau cũng còn hoài. Các loài cây thảo mộc đều có tên hết. Năm sau lại hậu nữa thì là người đòi à, đòi hỏi cho có tên, chứ hồi đó không có tên lại hậu đó. Mà nếu người thiên á, người chư thiên đó, người ta thì đứng lên cái gần ai cũng là đứng hết trơn, biết kêu ai nói, không có tên. Rồi cái người chư thiên cái mới nói thôi bây giờ đông đảo quá sức rồi, không hơi đâu mà đặt tên. Bây giờ sau này đó, bà mụ bà đó, bà lại sanh đó, là bà đặt cho. Bởi thưa quý vị, hồi xưa mụ giường kêu mụ giường đó, chứ không phải đi nhà thương. Bây giờ nhà thương tôi không biết nha. Chứ hồi xưa đó, bà mụ bà lại bà sanh đứa con ra rồi bà đặt tên liền. Xài mít đậu gì bà đặt thí càng vậy đó, rồi sao lại cha mẹ sửa tên gì sửa, bà đặt tên liền. Bị nhiều người chư thiên nói rồi á, là không có xe chạy cái chỗ nào hết, phải gắn liền. Rồi cái hồi đó đó thì Nam Tàu cho con bò á, nó 8 cái giò, 8 cái chân vậy đó, nó mạnh lắm, biết sau này đó nó đi cày xới đất rồi này kia, kéo lúa kéo thóc mạnh dạn đó. Bị gì lúa trời đã bể hết rồi, giờ phải đi ra ngoài đồng cắt cổ mà chưa về nữa, phải đi kéo dao sắt cắt cổ mà không chịu về đó, là phải có con bò cho 8 cái chân cho nó mạnh, nó bằng nó nuôi trần gian. Thì trong số đó
Năm đó cái chị đàn bà, hồi đó chị đàn bà là không có chân, là nói đàn bà mà có chân ấy làm chi, là cái máy sanh sản là thôi, đẻ con ra rồi chồng cũng phải nuôi nữa. Hồi đó chồng cho bú, bị gì phân đồng mà của chồng công vợ, phân đồng như vậy đó, là vợ sanh kêu bằng đi biển mồ côi một mình đó, là vợ sanh là cái công lao nó lớn cũng như là người đi biển vậy. Còn ông chồng không có thì ông chồng đi bằng gì à? Nấu cơm nấu nước làm gì trong gia đình nội trợ, ông chồng làm không, bà vợ khỏi cho con bú nữa, chỉ ngồi đó coi con mà thôi. Thì ai cũng kêu đài hết trơn á. Lúc trước nhất á là con vịt, nó nhỏ thó nó lại nó kêu đài trước, nó nói buông tâu với Ngọc Hoàng. Bây giờ anh bò anh tới tám coi cái chân lận, nhà Ngọc Hoàng nói cho tôi mượn cái chân đi, hai cái chân bơi lội cho nó dễ. Ra thôi mày ơi, mày nuôi để dành ăn thịt không chứ có bằng cái gì đâu mà phải hai chân lận, một chân được rồi. Là không, hai chân mới được chứ một chân bơi lội xoay tròn hoài bơi khó đi quá, kèm lái không được. Là thôi giờ mày lại bò đó mày hỏi đó, của nó thì nó cho mày mượn, mày mượn dịch lại. Nói anh bò không dám nào, anh mở lòng bác ái, anh thì chân dư quá tới tám, thôi anh cho tôi mượn cái chân đặng tôi hai cái tôi bơi lội nó dễ. Anh bò là không mày ơi, mày ngủ mà dưới sông dưới bãi dưới bến rồi rồi ăn trộm nó ăn cắp mất giò tao làm sao mày, tao không có cho mày mượn. Là không, nếu như anh cho tôi mượn rồi đó ha, tôi ngủ ở đâu cũng vậy đó, ngủ trên bờ cũng vậy, đừng nói ngủ dưới cầu dưới bến dưới bãi sông gì trơn á, cái giò của anh tôi giấu lên, tôi kéo lên trên cánh tôi giấu, mà không ăn trộm không có lấy được đâu. Là sao vậy, tao cũng cho mày mượn mà, nếu mày mượn rồi mà mất mày phải thường tao nghe. Là mất thường anh, bởi con vịt luôn luôn ngủ ở trên bờ thấy đâu cũng vậy, là ngủ đứng có một giò của bác, nó không có đứng, nó không có đứng hai giò, bị một giò nó mượn trâu rồi. Thành ra cái lời nói của người xưa nói cũng như đinh đóng cột vậy cô bác. Hỏi hứa rồi là thôi, tới con vật mà nó hứa rồi nó còn giữ uy tín của nó mà. Qua năm thứ nhì, con chó nó thấy là con vịt mượn được rồi, nó bắt bén. Nó lại, nó tâu với là thiên đình, nói nhờ năm nào bắt đầu cho tôi mượn bò một cái chân. Tôi có ba cái chân à, khó khăn quá, đi khó khăn quá, dắt cả dữ. Cái Ngọc Hoàng đó, nữa, mày dòng thứ ăn ở không mà giữ nhà không chứ làm gì mà cho chân cẳng cho nhiều. Mày á, là ba cái chân thì được rồi không? Ba cái chân khó quá, Ngọc Hoàng. Là của con bò đó mày, mày mượn nó, mày nói sao đó, nói được á thì nó cho mày mượn mượn. Cái lại nói với anh bò giờ tôi với anh cũng đùng cùng là cùng chung số phận, nhưng mà anh đi bằng nặng nhọc, còn tôi ở không giờ thì cũng phải thức sáng đêm giữ nhà cho chủ. Mà ba cái chân vậy thôi chạy không kịp, ăn trộm hèo nó quánh lưng tôi muốn chết anh. Thôi giờ anh mở lòng bác ái, anh cho tôi mượn anh cái chân nó bốn cái chạy cho kịp đó. Cái bò là rửa không được mày ơi, mày ăn đái bừa bãi quá rồi, mày đái trúng giò tao mục giò tao sao vậy. Cái con chó nó hứa nó đó, anh bò anh làm ơn anh cho tôi mượn đi, mở lòng bác ái đi chứ để sao ăn trộm nó quánh tôi muốn chết à, ba giò chạy không kịp rồi. Cái chân nào mà tôi mượn của anh đó
là khi tôi đái tôi dở chân đó lên anh. Tôi không để cho ẩm ướt nước đái đâu. Là mày hứa thiệt mày, mà hãy mục giò tao là mày phải thường á. Rồi mục giò anh tôi phải thường. Bởi cái loài vật mà nó còn nghĩa là vì cái chữ tính của nó, quý vị, cái chữ tính của nó hứa rồi là muôn thu ngàn kiếp nó không có xe chạy, huống gì mình. Cái gì bởi cái gì mình hứa rồi á, cái chữ tính đó thì đang đầu. Cái con chó đó, cho con chó mượn năm đó khoái qua được 4 giò chạy thong thả, mà nó nhớ dữ lắm nha. Khi nó đái rồi cái nó dở cái chân lên, dở cái chân nào nó mượn đó, nó dở lên nó đái, nó sợ ướt cái chân đó. Là con bò cho mượn hết 2 chân rồi, 2 con 2 chân qua năm thứ 3. Cái chị đàn bà này chị thấy, ủa con vịt chó mượn còn được, huống hồ gì mình là người mà còn hơn nó mà. Thôi lại cũng trâu Ngọc Hoàng, thưa Ngọc Hoàng cho con mượn bò 2 cái chân. Cái Ngọc Hoàng đó nữa, mày á là cái nguồn máy sanh sản, sanh con ra cho có thôi, mày bận gì đâu mà rồi chồng mày bận nuôi mày, rồi rồi còn gì nữa mà mày phải xin chân cho mượn mượn cản. Bởi vậy đàn ông bây giờ đó, đi bằng trên đồng đó cực khổ cỡ nào, dầm mưa chảy nắng cỡ nào, vừa bước vô nhà gặp mặt vợ cái cười à, cô bác thấy rồi, thấy gặp mặt cái cười à, đó là vì vui vẻ. Cái Nam Tàu đó, cha mày thì khó quá, thôi mày lại hỏi con bò đi. Cái lại hỏi con bò, con bò nó nói thôi ai tôi cho mượn được, cho chị tôi không có cho đâu, không có cho mượn. Là sao vậy? Anh mở lòng bác ái đi mà, anh cho tôi mượn 2 cái chân đi đứng dễ dàng. Cái bò không cho mượn. Trở lại tâu với Ngọc Hoàng nữa, tâu Ngọc Hoàng, thưa Ngọc Hoàng giờ anh bò không cho mượn đó, thì mày nói sao mày nói vậy, chứ chân của nó mày lại mày mượn mày mày nói sao mày nói. Mà tao nói với mày như vậy nè, bây giờ đó mày mượn được 2 cái chân rồi, mày có ăn hiếp chồng mày không? Chồng mày nó bằng nó nuôi mày, nó về nó nuôi hết cả gia đình, mà mày không chân đó thì mày không có ăn hiếp nó. Tao sợ mày có 2 cái chân rồi á là mày ăn hiếp nó chứ. Mày nó bằng mệt về mày chửi rủa mày đánh đập nó, mày mày có chân mày, mày có chân rồi mày đi mày đâu còn gì nữa. Cái người đàn bà hứa, tôi hứa với là Nam Tàu bắt đổ là gì, dầu tôi có chân đi nữa đấy không, tôi cũng phải sợ chồng tôi luôn luôn. Rồi hỏi bà sao bây giờ con dao vậy nè, Ngọc Hoàng có thấy được thì nên nói anh bò cho tôi mượn. Công việc nhà đó, tề gia nội trợ đó con lo hết, cơm nước giống gì con lo hết trơn. Mà con nấu cơm trễ đó gì chồng con không có ăn, nói nặng con giờ con cũng không trả lời nữa đó. Là con hứa. Cái Ngọc Hoàng nói thôi vậy là mày lại mày nói với con bò đi, nó không cho mượn tao nói tiếp với. Cái lại nói với con bò, xin bò là cho mượn 2 cái chân. Thì bò không cho. Cái Ngọc Hoàng nói thôi bây giờ mày á còn 6 cái chân thì nó cũng ấy 4 cái chân á bằng được rồi, sau này á trần gian người ta bằng bằng máy móc cơ giới không à, thì mày ở không mày nghỉ mày cũng ăn cỏ không chứ gì. Cho nó mượn 2 cái chân đi tới lui tề gia nội trợ ông gia đình cho dễ. Cái bò nói thưa Ngọc Hoàng, bị gì cái chị đàn bà này chỉ gần kề chồng con đó, rồi nhiều khi là chồng con của chị ép gãy 2 giò tôi làm sao. Cái Ngọc Hoàng say lại hỏi sao vậy,
bỏ đó vậy đó mày tính sao? Cái chị đàn bà này nói, thưa Ngọc Hoàng, với anh bò, anh nên cho tôi mượn đi. Khi nào tôi gần chồng con đó, thì tôi dở hai cái chân lên, không cho để chồng con đè ép gãy chân đâu. Cái ông bỏ đây, vậy là chị hứa ha, chị hứa, chị nhớ nha, là ừ, hứa nhớ. Thì khi nào mà lợi rồi một lát với chồng con rồi, rồi cũng phải dở hai chân lên à. Cái việc đó là cái thông thường từ xưa tới nay, hầu thời nguyên thủy tới bây giờ nó có đều có như vậy. Kính thưa quý vị, là vì người xưa nói lại, mấy ông già nói lại tôi nghe sao tôi kể y vậy, không dám thiếu thừa. Nếu đã kể thiếu, kể thừa, thì tôi mang tội lỗi với người xưa. Tôi kể như vậy, mà xin thưa với cô bác, quý vị, anh chị em, mặc dầu tôi nói, tôi không dám nói thừa, thì cái câu chuyện phải nói. Chứ nhưng mà bà già tôi cũng già, là đàn bà cô bác, anh chị em, quý vị, tôi nói vậy thì cũng như cáo lỗi với quý vị nhiều lắm rồi. Là vì bà già của tôi cũng là đàn bà. Kính chào quý vị. Dạ kính chào quý khán giả. Dạ kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tôi xin kể cái việc mà ăn thanh minh này. Hồi xưa là lời truyền khẩu của ông bà nói lại. Là vì hồi xưa này đó, là 24 vị hiếu đó, là cái lễ thanh minh này cũng là lễ hiếu thảo cho ông bà cha mẹ. Là cái lễ thanh minh này đó, hồi xưa đó, thì thấy ra tận mộ ăn không à, chứ không có cúng ở trong nhà. Bây giờ mình chế biến lại, mình cúng, mình rước về nhà ông bà rồi về nhà trẻ hồi đó, thì không có ăn ở nhà. Hồi đó tôi thấy là như ông bà tôi đó, cái này mình chích chắc rồi, noi dấu theo ông bà để làm cái lễ thanh minh này. Cái lễ thanh minh này hồi xưa đó, thì trong tộc họ chi nào cũng lợi hết trơn á. Một đầu ông nội cứ lợi à, chi này chi kia, ông nội sanh ra năm ba đứa con thì năm ba chi. Cái chi nào giàu cho ít gì cũng phải một người hai người. Rồi đi lợi ai có gì cúng nấy, không bắt buộc. Nhưng mà đi lợi ngay chỗ cái thổ mộ đó, làm cái vòng thành lớn lắm, làm có lan can đồ ngồi, rồi ở dưới làm có cái chỗ để cúng kiến. Nhưng mà cái mộ hồi xưa đó của ông bà đó, nó ngộ lắm, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ á, thì cái mộ xây đứng lên, xây vuông dứt vậy đó, đứng lên, để cái hàng xuống, xây cái núm lên, thì thấy đẹp rồi. Nhiều người làm là bốn góc có cái bốn cái bông rồi này kia đó, bằng xi măng. Nhưng mà nó chưa đẹp bằng hồi xưa. Nếu như đúng cổ tích mà để lại rõ ràng đó, thì nó như thế này. Tôi thấy, tới tôi lớn lên đây tôi thấy, thấy còn. Bây giờ cũng còn nữa, ăn thanh minh này là nhiều người ăn lắm chứ không phải là một gia đình ăn đâu. Là vì cái tục lệ nó là cả muôn ngàn năm rồi, mà vẫn noi theo tới bây giờ. Mình đây là hậu thế, hậu sanh quá sức mà mình cũng phải theo ông bà của mình. Trước nhất đó ha, thì ngày nay là, nói ví dụ ngày nay là chánh lễ đi, chánh lễ ăn thanh minh, coi trong lịch đó. Bị gì thanh minh nó có xe chạy nha cô bác, nó chạy tới chạy lui, chứ không phải nó đứng một chỗ một như Tết được à. Là vì ở trong lịch người ta nghĩa là theo tiết đó, người ta trong lịch coi, phải coi trong lịch, coi cái ngày nào ăn thanh minh, thì mấy cái ngày đó ăn thanh minh, thì xe dịch lên chừng bữa với hai thôi chứ không có xa nữa được. Trước nhất đó
Thì chưa tới cái ngày mà mình đem đồ đạc lại cúng mà trong tộc họ đem lại cho thổ mộ cúng đó không? Thì phải rửa cô bác à. Rửa đâu đó sạch sẽ cũng như cái nhà của mình à, dọn nhà cửa đồ này kia cho sạch sẽ hết trơn rồi tới cái bữa cúng. Thì tất nhiên nghĩa là nếu ví dụ như gần nhà tôi đi, cái thổ mộ này á mà gần nhà tôi đi, rồi tôi phải ra tôi làm cái nhà mồ đó, cái đó là trách nhiệm của tôi à, là cái trong dòng họ cái chi nào mà ở giữ cái nhà mồ này mà thì phải ra là rửa rửa cho sạch sẽ rồi đó, đặng anh em trong là tộc họ lại đó người ta hoan nghênh mình dữ lắm, mình chu đáo về cái mồ mả ông bà thì người ta cũng kính trọng mình dữ lắm nha. Rồi vì mình ở đó thì cái đó cái trách nhiệm làm sạch sẽ rồi khi anh em á, chừng cỡ 9-10 giờ á, kẻ xa người gần người ta mới lại ngay chỗ đó, rồi ai muốn cúng cái gì thì người ta mua cái nấy, không ai đòi hỏi ai hết. Còn trách nhiệm như tôi thì ở đó tôi muốn cúng heo hay là muốn cúng cái gì tùy, rồi anh em không có nói là nhiều ít hay không có nói lớn nhỏ vậy trơn á, lại đó mới cùng chung hùng vô dọn lên, nghĩa là đăng đàn lên, nghĩa là cũng như là làng ăn là tiệc vậy chứ không phải vừa nghe. Rồi cái đem lại cái mộ, nói ví dụ như cái nhà mồ đó 10 cái mộ 20 cái mộ gì đó thì mộ nào cũng phải có cái dĩa bánh nhỏ nhỏ vậy đó để lên trên mộ, rồi con cháu mới xúm lại mới lại ngay cái ông nào trưởng ở chỗ đó, như ông nội tôi đi hay ông cố nội tôi là ông trưởng ở đó rồi, ông lớn nội đó là ông lớn hết lại ngay cái mộ của ổng đó. Rồi mình muốn giấy gì giấy, kẻ thì mua bán, kẻ thì mần ruộng, kẻ thì là mình mần cái gì mình giấy cái nấy, nhờ ông bà tổ tiên giúp đỡ cho con làm năm nay cho được là thịnh vượng, làm cho được là phát đạt gì đó, tự ai muốn giấy thì giấy. Rồi cái đó đó thì để lên cúng rồi đó là không có đem vô nhà, dọn ra đó rồi anh em rồi này kia xúm lại với mời, mình có mời là mời ở xóm, rồi ở xóm người ta cúng mà một ngày đó thì cũng qua lại với nhau. Nếu ví dụ như trong mấy cái chi kia đem đồ lại nhiều quá ăn không hết, ăn không thế nào hết là cũng không bưng vô nhà, ngộ vậy à. Hồi xưa bây giờ không biết sao mà bây giờ cũng có cúng trong nhà nữa, cúng nhà chứ không có tới mộ. Như nói ví dụ mộ ở xa quá tỉnh này lại tỉnh nọ rồi kia rồi bận công chuyện quá không đi đó cúng ở nhà. Còn hồi đó đó hồi xưa đó là xa gì ra cũng phải tới tới một người hay là hai người tới cúng tại chỗ cái ông trưởng đó đó, cái ông cố nội ở chỗ đó lại đó cúng nó ngộ vậy. Rồi mấy là đông đảo rồi chỗ đó cúng đàng hoàng hết trơn rồi đó không, thì anh em xúm lại đó ăn uống là cho vui vẻ. Nhưng mà hồi xưa ông bà mình đó có bày ra cái tiết coi cái tiết tiết canh minh nhằm lúc tháng 3, rồi cũng như trong cái nàng kiều đó thì có nói là tí kiều là con dương ngoại lúc sanh thành ở tại Bắc Kinh, cái này bên Tàu chứ không phải bên mình, tí kiều này á ở bên Tàu mà ba chị em lận, rồi mới là đi tảo mộ đó, rồi kêu tảo mộ là tất nhiên ăn thanh minh này đình, tại sao mà ăn thanh minh đây, kính thưa quý vị là ăn thanh minh này đó nó một có một cái là tôi nghe nói lại là cũng hay, thật là hay cũng như ăn Tết vậy chứ không phải là vừa ăn thanh minh lợi tới mồ mả ông bà lại giái, rồi năm đó mần ăn phấn chấn mát mẻ con người, mần ăn phấn chấn là trong gia đình gia đạo của mình không bao giờ có cái hoạn nạn gì cho lớn lao, là thấy rõ như vậy. Còn những nhà không tảo mộ không ăn thanh minh không tới thấy coi nó lầm lì dữ lắm, làm ăn nó không phát đạt được, mấy cái nhà mà
tưởng nhớ tới ông bà có hiếu hạnh với cha mẹ. Chính là đời tôi cũng thấy rõ ràng như vậy rồi đó. Thấy cái có hiếu này á, là cái việc vô duy. Nhưng mà nó có sự thật. Sự thật là có cái năm đó mà nếu ăn thanh minh tới mồ mả ông bà đi lại đó, làm như về con người phấn chấn. Nó mát mẻ con người phấn chấn và làm ăn kính cái đầu óc của mình á, nó làm như là thông minh lên, nó sáng lên. Rồi làm như là cái tương tư của mình nó nhận định là cái việc đó làm phải sai, thất bại, cái việc đó làm thành công. Nó làm như là tương tự như vậy đó. Bởi thành ra mấy là ăn thanh minh ai xa ba xa cũng đi ghét gì à, đặng thanh minh cái mộ ông cố nội tôi. Tới ông cố nội rồi là hai ba đời rồi đó cô bác. Nhưng mà cũng ăn thanh minh. Nhưng mà làm cái mộ hồi xưa không phải như bây giờ là nó. Hồi xưa như cái mộ ông bà tôi dưới đó, là hồi xưa đó là xây khu ốc rồi nè cô bác. Xây lớn ra, có mộ lớn lắm. Xây lớn ra, cái ông lớn thì xây lớn nha, ông nhỏ thì xây nhỏ. Rồi ở trên này á, chừa trống một lỗ vậy á, lấy đất để ở trên đó. Nhiều khi để ở trên đó rồi đó là lâu năm có ổ mối nữa cô ba. Ổ mối đó, con mối nó ăn nó đóng ổ đó, không nó lại ngay cái đó đó, ngay cái cục đất đó nó đóng đó, nó đóng cái ổ mối. Mà quan trọng có cái này là khi năm đó tôi về ăn thanh minh bên nội, mà cái ổ mối đó nó đóng ở trên cái mộ của ông nội tôi. Tôi thấy đóng bự dữ lắm. Tôi lại tôi chơi rồi tôi không có biết. Tôi lấy cái cây tôi sọt, tôi tính là có ổ mối này mình phá cho rồi đi. Chứ ổ mối mà ở trên cái mộ của ông nội mình nữa, mình đâu có chịu, ổ mối thì nó sần sùi dữ lắm. Lấy cây tôi sọt, mấy hia tôi la dữ lắm đó. Mấy hia tôi chạy lại la, sao em làm vậy? Dưới này ta quý trọng nó, để nó này kia ha. Mình không có hiểu. Rồi mấy hia tôi mới nói nếu ví dụ như em đi coi đi, các cái nhà mồ nào có được như cái nhà mồ của bên tộc họ mình không, như vậy con cháu mừng ăn mới phát đạt. Đồi bồi đắp hoài à, cái con mối á, nó đi ăn ở đâu nó cũng đem về đó, đem dồn về đó. Tin dĩ đang dữ lắm nha. Dồn về đó một ngày một bự, một ngày một bự mối á. Còn ý tôi á, lấy cây tôi sọt á, là tất nhiên tôi nghĩ vậy. Ông nội tôi nằm ở dưới, phải bít vậy thì nó không xuống được. Còn bây giờ nó làm ở mối trên thế nào nó không xuống. Rồi xuống tới ông nội tôi làm sao. Tôi thì tôi nghĩ vậy. Tôi lấy cây tôi sọt, mấy khi tôi la đó, không cho. Rồi nói lại, tôi mới hiểu rõ là cái ăn thanh minh này là cái hiếu hạnh của con cháu. Lợi mình cũng thanh minh này là lựa cái tiết. Hồi đó ông bà mình cũng lựa cái tiết thanh minh rồi, nghĩa là mát mẻ trời im dịu, cỏ cây nghĩa là đơm bông mọc trái làm dữ lắm là đó. Là mình cúng đây là cũng như cái cây nó xanh sâu nảy nở như vậy đó, cho mình phát triển lên, mình nghĩa là giàu có lên, là cái ăn cái thanh minh này. Bởi không có ai bỏ qua cái thanh minh này hết. Thanh minh này giàu cho bận việc lắm hay là có túng nghèo lắm, không có tiền, nói tỷ dụ không có tiền lợi cúng ông bà đó, nhưng mà trong lòng mình cũng ái nái, cũng nhớ ngày nay là ngày thanh minh, ngày nay là tổ tiên ông bà mình các chi khác đều gom lại đó cúng, mà mình quá ngặt nghèo mình không có đi tới được, thì cái tấm lòng mình cũng nhớ. Nhưng mà trời Phật á, mình nhớ rồi, tả mạng thần quan, hữu mạng thần quan ghi chép cho mình rồi, chứ đừng có nói mà mình không có phước hay là mình không tưởng tới ông bà cha mẹ. Ta ghi hết trơn rồi, thần thánh người thiên người ta ghi hết rồi. Cái hiếu hạnh là trong tâm chứ không phải làm bề ngoài, cũng như tu vậy đó. Người giả đạo rồi người nghĩa là tu thiệt tâm, hai cái đó nó khác là nhau lắm.
Còn cái đi mà cúng ông bà đi nghĩa là này đây á, thì cái lương tâm của mình á, là người thiên người ta biết hết, người ta ghi chép cho mình rồi. Cô bác đừng lo, không phải nghe tôi nói là phải tới đó cúng mấy mát mẻ mần ăn mấy thịnh dưỡng mấy khá, mà tôi không có tiền tôi đi rồi làm sao đây? Thì tôi nhờ cái tâm tôi hướng về đó, tôi tưởng đó, thì tả mạng thần quan, hữu mạng thần quan ghi chép tôi rồi. Vì một năm á, cái tả mạng thần quan này á, hai ông quan này ở cận kề mình, còn một năm á, có cái ông hành binh khiển tướng đó, là cứ việc một ngày ông đi một vòng mà 24 tiếng là ông phải đi rồi giáp vòng, ông đi đặng ông chứng chiếu, ông chứng miên ai có lời nguyền giái hay là cầu khinh hay cái gì ông chứng đó, gặp cái giờ ông đi là ông chứng đó. Tại sao ông này ông trúng số, cái ông nói khơi khơi à, tôi trúng số tôi cúng, ông trúng số được ông cúng rồi ông đau hoài ông chết, rõ ràng như vậy mà còn nhỏ tuổi. Tại sao? Linh bất linh tại ngã cô bác, cái miệng mình nói mà trúng ra cái giờ linh, nghĩa là người ta và trần gian thường nói là giờ linh. Giờ linh là đêm năm canh ngày ngày sáu khắc, cái giờ linh đó đó là giờ người ta đi từng rõn đó, cũng như lính nè đi ba chui vậy đó, là từng rõn người ta gặp người ta chứng liền à, ông này giái vậy rồi chúng độ ổng có rồi ổng cúng đó. Thì mình không cúng mình mắc cái lời thầy này coi không có ra, ông thần binh khiển tướng mà người ta người thiên đi xuống cái này người ta trần gian này đặng mà người ta khánh khét đó, là mình coi không có ra, thầy dưới này không thầy nào coi nổi hết trơn á. Kính chào quý vị, chào quý khán giả, kính thưa quý vị, nãy giờ tôi nói cái việc mà ăn thanh minh là con có hiếu, con cháu chích thời sau này có hiếu với ông bà tổ tiên. Thôi bây giờ nói cái hiếu thì tất nhiên thôi bây giờ tôi cũng vẫn nói cái hiếu luôn, nói một cái chuyện hiếu luôn nữa là gì vậy nè. Chuyện này cũng là chuyện truyền khẩu nè cô bác. Hồi thời xưa có ông vua này nè, ổng không có con, không có con gái mà không có con trai nữa, không có hoàng tử mà không có nghĩa là công chúa nữa, lo lắng dữ lắm. Một ngày ông vua ổng hơi lớn tuổi, ông sợ ông băng hà bất tử, không có ai người, không có người lên nối ngôi ổng mà là trị nước trị dân. Ổng sợ người mà không đủ tài đức đi lên đó thì nhân dân sao khiến trăm họ lầm than, ông sợ ông lo. Hồi đó ông vua ông thương dân như con đỏ rồi đó, ông lo dữ lắm. Cái hai vợ chồng bà hoàng hậu với ông vua nói bây giờ á, quân sư coi làm sao cho tôi đi cầu con, tôi là cũng trọng tuổi rồi mà nếu như tôi đi cầu con làm sao có, thấy không? Nhưng mà nhờ quân sư coi ngày giờ ngày lành tháng tốt, ngày giờ cho tôi đi làm sao phải cho có đứa con. Sao ông quân sư biết sao cô bác ơi, ông đổ mồ hôi rồi đó. Nếu như nói chặt với vua một tiếng là ra pháp trường, không nói gì hết trơn á. Làm quân sư thì làm chứ, cái lệnh vua là lệnh trời. Cái ông gán coi, ông coi cái ông chỉ cho ông vua đi, dẫn quân gia đi, ông phải đi về hướng này, ông chỉ về hướng tây nha cô bác, hướng đó là có dãy núi, ông đi về dãy núi đó đó ông cầu con thì có con. Mà ổng á 50 tuổi rồi, năm mấy tuổi làm sao có con, già rồi làm sao có con cô bác. Bà hoàng hậu cũng lớn tuổi rồi, không có con là ông quân sư phải chết. Ông quân sư sợ lắm, ông quân sư biết đi đường đó là ông vua tìm con được. Cái ông nghe lời ông đi, ông đi lên mấy cái miếu mấy cái chùa đồ ông lại, ông vua mà miếu cũng lại nữa đó, bây giờ quá quá sức cầu con rồi, chứ ông vua ổng không có lại ai hết á, ổng là người trời rồi ổng không có lại ai hết trơn á. Ổng gặp quan quân đi lợi mà cái là cúi đầu mọp, ổng là ổng tự nhiên chứ ổng không gật đầu nữa, mà không ai dám nói ổng nữa,
đó là ông nói ra một tiếng nói sống, nói ra một tiếng nói chết đó là mình đâu có dám gì. Cái ông đi lên ông lại giáp vòng hết trơn rồi, cái quân lính dẫn về, dẫn về sau ông đi ông gặp có một thằng nhỏ chừng 7-8 tuổi vậy ha, mà nó đi khơi khơi ở trước ổng, như cái đường đi ổng quân gia dẹp hết trơn, không cho ai mà léo hánh để là vua đi, mà đường vua đi mà thằng nhỏ nó không chịu vô. Rồi quan quân người ta thấy, ô nhỏ này mà làm gì kệ nó, bỏ qua, thấy không? Thành ra cái xe giá của ông vua đi tới gặp, ủa quan quân đi trước để dọn đường cho mình đi, sao thằng nhỏ này nó ở đâu mà nó mới có 7-8 tuổi mà nó đi thẳng thơ như vậy. Kêu quân hầu kêu nhỏ lại coi, kêu nhỏ lại, ông vua hỏi cha mẹ mày ở đâu mà không dạy mày cái đường tao đi mà như vậy, sao mày dám đi? Quan quân đuổi mẹ nó có chứ, bệ hạ có, bệ hạ quan văn quan võ đuổi con á, con không đi đó, con muốn tìm cho gặp bệ hạ đó, thành ra con đi ngoài đường này nè cho gặp bệ hạ, cho bệ hạ gặp con. Lo vậy cha mẹ mày ở đâu? Con không có cha mẹ. Là không có cha mẹ sao mày có? Là cái việc khác thường vậy bệ hạ mới bắt con chứ, cái việc mà không khác thường bệ hạ đâu có bắt. Mà quan quân đi trước đuổi con không đi thì cũng thôi, đâu có bắt con, đâu có ai dám bắt con bệ hạ. Là thôi giờ vậy đó, mày về mày làm con tao chịu không? Được, làm bệ hạ nhận con làm con chịu rồi, về làm con, dẫn về tới triều đình nuôi từ nhỏ tới lớn. Là ông được mười mấy tuổi rồi, An Tiêm này được mười mấy tuổi rồi. Cái An Tiêm này là ông vua đặt, chứ thằng nhỏ này hồi nhỏ nó không có tên tuổi gì hết á. Hỏi mày tên gì không biết tên, nó vua đặt cho nó là An Tiêm, làm con nuôi đó. Chứ không thôi á, quân khiêu chết cho, không có con quân khiêu chết à. Cái tới lớn lên rồi ông vua ông bệnh, ông biết ông sắp chết, ông mới kêu An Tiêm lại biểu lợi rồi, với là cũng mở ra cái cuộc linh đình để vua, một khi mà ngự giá đó không phải vừa đâu, cũng nghĩa là quan văn võ gần ồn, nghĩa là dữ lắm. Ông vua ông mới kêu cái An Tiêm ông nói bây giờ con á, cha sẽ truyền ngôi này lại cho con, là vì cha già rồi, cha còn không có trăng dân trị nước nữa được, giờ giao lại cho con lên cái ngai này mà con trăng dân trị nước. An Tiêm không bằng lòng, thưa cha không được, con là con nuôi của cha, hồi khi cha mà bắt con về nuôi đó con biết hết trơn rồi, biết hết rồi, con không thể nào là trăng dân trị nước được, bởi vì con nuôi mà. Cha kiếm ở trong triều đình người nào trung chánh có tài có đức cha đưa lên. Cái ông vua ông giận đi, ông nói thôi bây giờ mày không chịu nói là trăng dân trị nước, tao cho mày cái gươm của mày đó thì mày đeo mày làm gì mày làm, còn cái gươm lệnh, cái gươm tao là cái gươm lệnh, đây cũng như ấn sái mà giao lại cho thằng con nuôi vậy nha. Giờ giao ngay vàng nó không chịu, giao cái ấn sái lại nó, ai có lên ngồi cái ghế này muốn làm cái gì cũng phải hỏi nó, có ấn sái đấm vô rồi mới dám làm. Ông giao quyền cho con mà. Thưa cô bác, An Khiêm trả lời sao cô bác? Con người thiên mà đi xuống dưới trần gian rồi đó, cương nghị vô cùng, không có cái tấm lòng, không có cái nịnh bợ ai, và không có chiều đãi ai, mặc dầu hoàng thượng đó là ông cha nuôi đó mà cũng không nhường từ lời nói. Theo như vậy đó, ổng ra lệnh đem pháp trường chém bỏ, ổng là cha mà, nhưng mà người ta người thiên không có chém được. Mấy ổng rút cây gươm của ổng ra, tao tặng cho mày cây gươm,
Gươm này là gươm lệnh nha con. Còn dặn vậy nữa. An Tiêm quỳ xuống, chắp tay. Muôn tâu với cha, con không dám nhận gươm lệnh. Là tại sao ngai vàng mày giao mày mày không chịu? Bây giờ cái gươm lệnh giao cho mày mà mày không chịu. Là mày là con của tao, tại sao mày không chịu? Tao hỏi mày phải trả lời. Vua bắt buộc, nếu mày trả lời cái câu hỏi của tao không được, đem mày ra pháp trường. Tao là cha của mày, tao có quyền giết cả 100 người cũng được, đừng nói mạng mày. Ông giận nổi cáo lên, ông gầy, ông la, ông làm dữ lắm nha. Làm cho nhận gươm ổng mà nhất khoát không nhận. An Tiêm mới nói, muôn tâu vua cha, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Con không dám nhận của cha. Ông vua ông ra lệnh liền. Tao cho mày mà mày không nhận. Bây giờ tao, không lẽ tao cha mày mà tao đi giết mày thì làm sao tao cai trị dân chúng được. Bây giờ tao đài mày ra ngoài cái đảo. Đảo không người, đảo quan vắng không người. Giết mày bằng một cách là cho mày chết lần chết mòn đó. Đài mày ra ngoài. Không đem lương thực không gì hết. Ra lệnh liền. Nghĩa là quân gia phải đưa đi ra ngoài cái đảo, nghĩa là không người. Ra bỏ ngoài cho chết mà. Nhưng mà An Tiêm đi tới đâu đó, cọp hùm đi với ăn chỗ khác. Đi chỗ khác trơn à. Không có ăn. Rồi An Tiêm mới coi con chim đó, trong rừng đó cây trái không thiếu gì, nó ăn cái thứ gì thì An Tiêm ăn cái đó. Ăn cái đó mà sống. Còn nước, nước biển An Tiêm uống đâu có được. Các loại chim nó bay nó uống rồi nó đâu không biết. An Tiêm tìm không ra. An Tiêm mới nói được rồi, bây giờ nếu không có nước thì mình ăn không no chứ chết. Không có nước chết à. Bây giờ mình phải đi tìm cái sự sống tự kế sinh nhai của mình. Ông cha mình coi vậy chứ không phải là độc ác. Ông cha mình muốn cho mình nghĩa là tự kế sinh nhai, đặng cho mình hiểu cái trường đời, nghĩa là sau này mình về trị nước. Chứ ông cha mình không, chưa có bỏ mình, chưa có giết mình, phải giết giết rồi. Cái ông đi hoài, ông lại từ chỗ đó ông gặp một cái chòm cỏ. Chòm cỏ xanh dần lên, xanh dần. Mà dòng nước biển mặn mà, đâu có cỏ được, cái cỏ nào mà nó chịu nước mặn nó mới sống. Mà sống cũng eo ọt lắm, cọi cọc lắm, mà cái chòm cỏ này nó xanh tươi. Ông nói được rồi, như vậy chỗ này có nước ngọt. Ông lại ông lấy kiếm, ông khoét cái bụi cỏ kéo lên. Ông lấy gốc cỏ, ông nhăn coi thì thấy nó ngọt. Ông là rồi chỗ này có nước ngọt, tự ổng đào cái giếng. Ở dưới cái mạch nước nó bắn lên nước ngọt không? Nước ngọt bắn lên rồi, ổng là vậy là mình dễ sống, cất cái trại đó ông ở. Ông sống ở đó, mấy con chim nó đi ăn dưa hấu, hồi đó dưa hấu này là ở cái đảo ổng cũng không có dưa hấu. Không biết nó ăn trên núi, trên non hay cái xứ nào không biết. Nó ăn lại đó, nó gớt hột xuống. Nó gớt cái hột dưa hấu, nó hột dưa hấu nó ăn vô không tiêu. Lại tới đó nó gớt xuống, nó đậu trên trại của ổng. Ổng với chim đồ này kia là gờ đầu với nhau. Bị gì chim nó không biết ổng. Rồi nó không có sợ, mà ổng là không biết. Nó lìa ổng gần gần vậy đó. Nó mới ỉa cái hột đó, mới lên cái cây dưa hấu. Lên cái cây này, ổng cũng chưa biết là dưa hấu. Ổng mới nói, mày lên tốt quá, thôi tao dung trồng mày lấy nước ngọt tưới. Nó lên phơi phấy, nó ra trái nào trái em lấy tổ cha vậy. Thì thấy chim lại ăn. Ổng nói nếu chim ăn thì mình ăn được, ông xẻ ra ăn thấy ngọt. Thấy ngọt ngon quá. Thì ổng nói bây giờ mình trồng ra tràn lan quá sức nhiều rồi. Mà mình thì ăn không hết. Bây giờ cái này á, mình mới đặt tên nó đi. Và bây giờ hồi đó thương buôn đó, các nước đi thương buôn đó dữ lắm cô bác ơi. Đi qua nước này, nước nọ đi là giao thiệp với nhau mua bán nè.
ổng mới khắc cái tên của ổng ở trong trái dưa hấu á, An Tim. Tại cái đảo nghĩa là không người đó, ổng dục cái sông dưới biển á. Rồi trái dưa hấu này nó nổi, nó trôi, những người mà đi buôn á, hồi xưa đi buôn cũng nhờ đi giao thiệp nước này nước nọ, gặp mới vớt lên đi. Ổng để ra trong, ổng khắc chữ, ổng tên ổng đó, cái đảo ở đó, trái này ăn được thì người ta ăn được, có thấy quá ngon. Rồi người ta mới đi lại tới cái đảo của ổng mua. Mua một thời gian, ổng có tiền bạc nhiều quá rồi. Thì cái tớp mà thương buôn đó đó, nó muốn thấy cái ông vua cha của An Khia, An Tim này á, là già rồi. Già rồi đâu có còn nghĩa là sức lực gì nữa. Quan quân thì hồi đó là sợ sợ ông vua à. Các nước nở thì nào cũng nể ông vua. Ông vua có đức, có tài thì nể. Còn quan quân thì cứ việc kéo quân qua đánh họ cũng sợ. Kéo quân qua đánh nhưng mà muốn nội ứng ngoại hiệp. Thành ra nó mua chuộc An Khiêm. Mua chuộc An Tim này á, nó nói nếu trở về đánh vua cha. Được rồi, phong quan lên, tiền bạc muốn gì có nấy. Nghĩa là nó chiếm được cái nước này thôi. Thì An Tim biết nước cha mình đã bị nạn, mới hứa hẹn với nó liền. Rồi, mấy ông cho tôi quân đi, tôi về tôi đánh vua cha tôi. Là ông vua cha tôi hồi đó đài tôi qua đây nè, không còn thương tôi nữa, đài cho tôi chết. Nhưng mà tôi không chết, bây giờ giao tôi số quân thật lớn. Tôi về tôi trình với cha tôi. Tôi vô triều đình tôi ở, rồi ở trong đó tới chừng mà tôi có một cái lệnh ra đó, thì trong ứng ngoại hiệp, mấy ông cứ việc kéo quân qua cho sẵn sàng hết đi. Rồi ở trong này mà hỡi tôi nổi ứng lên thì ở ngoài ngoại hiệp nữa, cha tôi phải chết thôi. Ở trong tôi làm rồi, cha, con giết cha mà dễ giết quá, ở cận kề tôi giết ổng. Cái mấy thương buôn đó nghe vậy, cái nó mừng quá, nó chìa. Nó cho vua nước nó hay là chiêu binh mãi mã, hứa với An Tim. Kéo quân qua đâu đó đàng hoàng rồi, An Tim đòi khí giới là cho đầy đủ, đặng mà giết vua cha. Thì trong lúc đó đó, An Tim kéo quân ra ngoài hết, ra lệnh phải đánh các nước mà vô đánh đó. Thì An Tim ra lệnh rồi á, đánh các nước đánh lợi, bỏ chạy gì hết. Ông vua cha cỡ đó, ông mới biết là An Tim người con có hiếu. Là An Tim này là người con nuôi, không muốn làm cho cha cực nhọc phải đem của cải cho, tự giải lấy. Mà tự sau này ông vua cha cũng vẫn cho An Tim này lên ngôi đó. Vì không có An Tim thì cái nước này phải mất. Thành ra cái việc đó là người con có hiếu, nhưng mà người trời rồi đó là không bao giờ nghe ai hết trơn. Tự ý hả? Cương nghị như thế đó. Kính chào quý vị.